Bạn trai mới của Phi Thanh Vân bị tố nợ tiền không phải là doanh nhân. Bạn trai doanh nhân của Phi Thanh Vân đang vướng phải nhiều tin đồn xấu trên mạng xã hội. Vài ngày qua, người hâm mộ khá xôn xao khi Phi Thanh Vân công khai bạn trai mới là Triệu Văn Dương, chủ tịch hội đồng quản trị, kiêm tổng giám đốc một tổ chức giáo dục. Ông cũng từng bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại Đan Mạch và nhận nhiều giải thưởng dành cho doanh nhân. Phi Thanh Vân chia sẻ cô và Triệu Văn Dương vừa quen nhau được 2 tháng. Người đàn ông này khiến cô nể phục vì trình độ và sự hiểu biết của anh. Phi Thanh Vân bộc bạch, tôi yêu vì anh ấy giỏi chứ không phải vì anh ấy giàu, bởi bản thân tôi cũng là một doanh nhân thành đạt, khả năng tài chính vững vàng rồi. Tuy nhiên mới đây trên mạng xã hội, nhiều cư dân mạng đã bóc phốt bạn trai mới của Phi Thanh Vân, chỉ mới sinh năm 1983, còn khá trẻ tuổi và cũng không phải là doanh nhân thành đạt như nhiều lời đồn. Thậm chí bạn trai nữ hoàng giao kéo còn bị tố nợ tiền rượu của người khác nhưng mãi không trả. Nhiều tài khoản mạng đã tiết lộ sự thật về danh tính bạn trai mới của Phi Thanh Vân. Thậm chí một tài khoản cá nhân còn tố bạn trai Phi Thanh Vân nợ 9 triệu tiền rượu nhưng không chịu trả. Phóng viên đã liên hệ Phi Thanh Vân nhằm tìm hiểu thực hư sự việc có giống như những thông tin vừa được hé lộ hay không. Tuy nhiên chúng tôi vẫn chưa nhận được sự phản hồi nào của nữ diễn viên. Trước đó Phi Thanh Vân chia sẻ vẫn chưa dám nghĩ tới đám cưới vì cô chỉ vừa mới yêu cách đây không lâu. Cô cần thời gian tìm hiểu kỹ mọi thứ để gắn bó lâu dài với người mới. Nếu mọi thứ thuận lợi, cũng có thể cô sẽ lên xe hoa lần thứ ba. Phi Thanh Vân được mọi người biết đến không chỉ với vai trò diễn viên mà còn là một mỹ nhân nghiện giao kéo. Đồng thời, chuyện tình cảm hôn nhân của cô cũng gây nhiều xôn xao dư luận. Cô cũng từ chối đến 30 người đàn ông theo đuổi và có ý định chăm sóc cho hai mẹ con. Khi ấy, Phi Thanh Vân bộc bạch, cô chỉ muốn dành thời gian kiếm tiền để lo cho con trai được điều kiện tốt nhất có thể. Ông xã Vũ Thu Phương nói gì về quá khứ bị quấy rối tình dục của vợ? Tôi quyết định phải bước qua kiếp nạn này, tôi sẽ khẳng định giá trị bản thân mà không cần bán thân. Vũ Thu Phương kể về quá khứ bị ông trùm Hollywood quấy rối tình dục. Sau 6 năm rút lui khỏi làng giải trí, Vũ Thu Phương trở thành tâm điểm chú ý khi hé lộ về đời tư trong chia sẻ mới đây. Cảm xúc rối bời không viết nên vui hay buồn khi nghe tin về vụ bê bối lạm dụng tình dục suốt 30 năm của Harvey. Trong tuần qua, họ Vũ tâm sự, tôi từng rất tôn trọng và quý mến ông ấy bởi tôi thấy cách ông làm việc, cách ông vận hành bộ máy, cách ông tạo nên những tượng vàng Oscar và bởi cách ông đối xử với tôi. Theo đó, ngôi sao họ Vũ cho biết cô đã bị nhà sản xuất lừng danh Harvey quấy rối vào năm 2008 khi ông trùm Hollywood đến thành phố Hồ Chí Minh chọn diễn viên Việt Nam đóng vai phụ cho phim San 2, Thượng Hải. Thú nhận tôi cũng là nạn nhân, một nạn nhân câm nín 9 năm nay. Nữ diễn viên cô nàng bất đắc dĩ kể, tôi ngồi chờ một mình mà trong lòng hồi hộp vì không biết phim mới sẽ như thế nào. Tôi lướt qua vài cuốn sách, khi nghe tiếng Tặng Hắn Giọng tôi ngẩng mặt lên. Mọi thứ xa xăm khi tôi thấy ngài Harvey chỉ quấn một chiếc khăn tắm ngang hông đang đứng cười nhìn tôi, trong khi tôi còn đang nóng bừng. Bởi bối rối, ông hỏi, cô đã sẵn sàng để bước vào Hollywood. Tôi còn chưa kịp trả lời bởi miệng còn đang cảm thấy đắng nghét, thì ông lại tiếp. Cô có sẵn sàng đóng một vài cảnh nóng, phim mới sẽ có một ít cảnh nóng đó và tôi nghĩ tôi cần dạy cô một chút. Yên tâm đi, bất cứ ai, dù ngôi sao như A hay C, hay rất nhiều người khác cũng đều từng trải qua chuyện này. Hãy coi như đây là kinh nghiệm cần có để cô có chỗ dựa vững chắc hơn cho sau này. Không trải qua những chuyện này cô sẽ rất khó thành danh. Trước lời đề nghị sốc của ông trùm Hollywood, ngôi sao làng mẫu đã thẳng thắn từ chối. Xin lỗi ông, tôi nghĩ Hollywood không phải là nơi dành cho tôi. Tôi có được phép về phòng của mình không? Tôi nghĩ chuyện này người khác biết sẽ không tốt đẹp gì cho cả tôi và ông. Nói về hoàn cảnh khi ấy, ngôi sao khát vọng thượng lưu kể. Chân tay run bừng bực, tôi phải nắm tay này vào tay kia cho bớt run. Đầu óc cố nghĩ minh mẫn. Thực sự lúc này ông ấy có hiếp hay giết tôi? Liệu có ai biết và can thiệp hay không? Cảm giác thực sự vô cùng kinh khủng. Đầu tôi căng ra, tôi cảm giác các dây thần kinh có thể đứt ra ngay lập tức. Tuy nhiên, lo lắng của Vũ Thu Phương đã được giải tỏa khi ông trùm Hollywood nói, tôi không ép, cô có thể về phòng và hãy cứ suy nghĩ, chúng ta có thể ký hợp đồng phim tiếp theo tại Anh. Khước từ bài học dậy nóng cảnh nóng của Harvey cũng đồng nghĩa với việc họ Vũ đã tự đóng cánh cửa vào Hollywood của mình. Quyết không bán thân để vào Hollywood, Vũ Thu Phương lập tức về phòng và quyết định bay về Việt Nam. Quyết định vĩnh biệt giấc mơ Hollywood, tôi yêu cầu trợ lý đổi vé để tôi có thể lên máy bay về Việt Nam trên chuyến sớm nhất. Họ khá ngạc nhiên bởi theo lịch trình tôi còn lại ở Mỹ vài ngày, sau đó tiếp tục ra mắt phim tại Anh. Nhưng với sự cương quyết có chút nóng giận, tôi đã có chiếc vé rời khỏi Hollywood ngay đêm đó. Dù sao tôi vẫn còn nhà để về, còn mẹ và gia đình chờ tôi,
Dù rằng tôi sẽ phải đối đầu với bố rìu dư luận bổ vây, nhưng tôi quyết định không bán thân để vào Hollywood. Về quê nhà, trong tâm trạng lo lắng sẽ đối mặt với thị phi vây quanh, nhưng Vũ Thụ Phương hạ quyết tâm. Tôi quyết định phải sống tiếp, phải bước qua kiếp nạn này. Tôi từng nhiều lần muốn lên tiếng, muốn cho mình cái quyền bảo vệ bản thân, nhưng cuối cùng tôi lại chọn im lặng đi qua sóng gió và tìm cách để khẳng định giá trị của bản thân mà không cần bán thân. Tôi sẽ lao động cho họ thấy rằng họ không nên miệt thị tôi nữa. Rồi họ sẽ phải công nhận tôi, rồi tôi sẽ thành vedette. Trải lòng về ẩn ức phía sau ánh hào quang nổi tiếng của Vũ Thu Phương đã nhận được nhiều lời động viên của mọi người. Trong số đó, lời động viên của doanh nhân Trần Thanh Hải, ông xã cô được quan tâm đặc biệt nhất. Theo đó, bạn đời đã gửi lời yêu thương động viên tới nữ diễn viên giao lộ định mệnh. Đây chính là người yêu của tôi, người bạn đời của tôi. Cảm ơn em vì tất cả, anh yêu em. Đang là siêu mẫu đình đám nhất làng giải trí Việt, Vũ Thu Phương bất ngờ tuyên bố kết hôn vào cuối năm 2011. Vị doanh nhân đã đánh cắp trái tim chân dài làng mẫu là Trần Thanh Hải. Ngoài gia tài giàu có, ông xã họ Vũ còn xuất thân hoành tráng khi là cháu của hoàng thân Campuchia. Sau khi kết hôn không lâu, Vũ Thu Phương quyết định rời xa ánh đèn bên sân khấu để tập trung cho gia đình và công việc kinh doanh vào năm 2011. Tôi quyết định chia tay giới giải trí ở đây, chia tay với những thị phi ồn ào. Với tôi vậy là đủ rồi, Vũ Thu Phương khẳng định, hiện tại người đẹp đang có cuộc sống hạnh phúc bên chồng và hai con gái. Diện mạo lột xác đến khó tin của các mỹ nhân Việt sau khi thành danh. So với những ngày chập chững vào nghề, sự thay đổi về ngoại hình và nhan sắc của các mỹ nhân này khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ. Minh Tú từng sốc vì sự thay đổi nhan sắc của mình. Với vị trí huấn luyện viên The Face 2017, Minh Tú đang là cái tên làm mưa làm gió trên khắp các phương tiện truyền thông giải trí. Trước đó, người mẫu này cũng từng gây ấn tượng lớn khi giành ngôi vị Á quân tại Asia Next Top Model 2017. Việc Minh Tú nhận được sự quan tâm lớn từ đông đảo người hâm mộ khiến sự thay đổi chóng mặt về nhan sắc của cô nàng cũng được chú ý đặc biệt hơn. Nhìn thân hình nóng bỏng với gương mặt gợi cảm cá tính của Minh Tú bây giờ, không ai nghĩ cô từng tự ti với ngoại hình đầy khiếm khuyết của mình. Răng hô, má hốp, thân hình gầy còm, phô cứng là những gì người ta nhớ đến Minh Tú trong thời gian cô mới chập chững vào nghề. Thế nên khi so sánh Minh Tú của ngày trước và bây giờ, chính người mẫu sinh năm 1992 cũng từng có lúc sốc vì sự thay đổi nhan sắc của mình. Bờ môi căng dày căng mọng, gương mặt vờ lai, làn da nâu săn chắc, quyến rũ, thân hình nóng bỏng với số đo chuẩn size quốc tế là vẻ đẹp đáng mơ ước của nhiều cô gái. Mai Phương Thúy trở lại với gương mặt ngày càng khác lạ. Thời gian gần đây, người ta ít thấy Mai Phương Thúy khi cô lui vào sau hậu trường để tập trung vào việc kinh doanh. Tuy nhiên, sau thời gian ở ẩn, sự khác biệt trên gương mặt của Mai Phương Thúy trong bức ảnh selfie được đăng tải mới đây khiến cô bị soi nhiều hơn. Nhiều người đã tinh ý nhận thấy gương mặt của Hoa hậu Việt Nam 2006 có sự thay đổi không hề nhẹ, đôi mắt to tròn, đôi môi căng mọng gợi cảm hơn nhưng kém phần tự nhiên của Mai Phương Thúy. Khiến người hâm mộ hoài nghi về việc cô đã viện trợ tới sự trợ giúp của phẫu thuật thẩm mỹ. Kỳ duyên, từ thiếu nữ bầu bỉnh đến Hoa hậu cầm nhọn. Chỉ sau 3 năm đăng quang, sự khác biệt quá lớn về nhan sắc của Hoa hậu Việt Nam 2014 khiến người khác không thể ngó lơ. Với diện mạo thay đổi đến bất ngờ của Kỳ Duyên trong thời gian gần đây, cư dân mạng đã lội ngược dòng đi tìm lại những hình ảnh ngày trước của cô Hoa hậu này. Theo nhiều người, thời gian trước và khi mới đăng quang ngôi vị Hoa hậu Việt Nam, gương mặt của Kỳ Duyên có phần bầu bỉnh phúc hậu hơn hiện tại. Mặc dù Kỳ Duyên cho biết nhờ giảm cân, bấm huyệt nên gương mặt mới thon gọn hơn trước, nhưng lời giải thích này của cô vẫn không thể áp đảo được những nghi án phẫu thuật thẩm mỹ mà dư luận đặt ra. Maya tự tin khoe nhan sắc xinh đẹp hơn trước. Là một người khá kín tiếng, nhưng mới đây, Maya đã tự tin khoe bản ngoài xinh đẹp sau ca phẫu thuật thẩm mỹ đầu tư 600 triệu đồng. So với nhan sắc trước đó, ngoại hình mới của Maya nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ với vẻ xinh đẹp và trẻ trung như gái đôi mươi. Theo như Maya chia sẻ, cô không đụng tới phần xương mà chỉ can thiệp bằng phương pháp phẫu thuật không dao kéo để có vẻ đẹp chạm ngưỡng hoàn hảo hơn. Có lẽ vì thế mà Maya khá tự tin khi công khai việc phẫu thuật thẩm mỹ. Sự thay đổi chóng mặt trên gương mặt của Hương Tràm. Những người hâm mộ Hương Tràm sẽ không khó nhận ra sự thay đổi đáng kinh ngạc về ngoại hình cùng phong cách thời trang của nữ ca sĩ này. Sau 4 năm đăng quang The Voice, nữ ca sĩ gốc Nghệ An đã lột xác từ một thiếu nữ với vẻ ngoài bầu bỉnh nữ tính dễ thương thành một mỹ nhân sở hữu vẻ ngoài quyến rũ, có phần chững chạc hơn. Hương Tràm dần xây dựng hình ảnh một nữ ca sĩ quyến rũ gợi cảm thay vì cô nàng kẹo ngọt như trước. Sự khác biệt lớn về gương mặt của Hương Tràm sau một thời gian đăng quang.
Hương Tràm sau phẫu thuật gọt cằm và nâng mũi, hình ảnh hiện tại của nữ ca sĩ bị cho là kém tự nhiên. Nữ ca sĩ sinh năm 1995 này từng được cho là nghiện phẫu thuật thẩm mỹ khi liên tục lộ nhiều bằng chứng về sự can thiệp của dao kéo trên gương mặt. Sau sở thích mặt thon gọn cằm nhọn, cô nàng lại chạy theo trào lưu má phồng, cằm nhọn khiến vẻ ngoài hiện tại của Hương Tràm có phần kém tự nhiên. Có thể nói, nhìn lại quá trình lột xác từ sau khi thành danh của những cô nàng ca sĩ người mẫu nói trên, không ít người cũng phải bất ngờ với sự thay đổi chóng mặt của họ. Nhưng ai cũng phải công nhận rằng, dù gương mặt có lạm dụng dao kéo hay không, dù biểu cảm bên ngoài có trở nên thiếu tự nhiên và cứng đờ hay không, thì họ cũng đã có những màn lột xác có thể gọi là thành công. Và đặc biệt là giờ đây, Kỳ Duyên, Minh Tú hay Mây Gia, Hương Tràm, Mai Phương Thúy đều vô cùng tự tin với nhan sắc hiện tại của mình.